sau đây chị Nguyễn Thị, chị Nguyễn Thị Giỏi là phu nhân của anh Trang Thủ Nguyễn Văn Thành là lên nói lời cảm tạ anh. Mời chị ạ. Kính chào quý quan khách đồng hương và những người hiện diện trong ngày hôm nay. Tôi Nguyễn Thị Giỏi xin có đôi lời cùng quý vị. Tôi xin chân thành cảm tạ ban tổ chức, thầy Ngô Cô Hà, anh Quang và chị Sơn Anh đã bỏ nhiều thời giờ và công sức cho chúng ta có cuộc hội họp ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn anh Nữ An, trưởng ban văn nghệ đã phụ trách chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong suốt thời gian sinh hoạt của Ninh Hòa Đất Cần, tôi luôn bên anh để chia sẻ tâm tình cùng anh, để anh yên tâm điều hành Ninh Hòa Đất Cần cho tới ngày hôm nay được 10 năm. Nhân đây, tôi xin cảm tạ các thành viên Ninh Hòa Đất Cần. Phải công nhận rằng, nhờ có Ninh Hòa Đất Cần, quý vị mới có cơ hội viết bài. Và nhờ có quý vị, Ninh Hòa Đất Cần mới tồn tại đến ngày hôm nay. Cho nên, từ mọi nơi tụ về đây, đông đủ ngày hôm nay, cũng chỉ vì quê hương, tình yêu và kỷ niệm. Tôi xin mượn lời của thầy Phạm Thanh Thanh. Tôi cũng xin cảm ơn các anh chị trong nước luôn gắn bó và chia sẻ với Ninh Hòa Đất Cần trong 10 năm qua, như anh chị Hải Lộc, chị Thanh Trí, cô Lê Thị Đào, thầy Dương Anh Sơn, cô Lương Lệ Huyền Chiêu và em Hà Thị Thu Thủy đã chân tình giúp đỡ trong mọi chặng đường thăng trầm của Ninh Hòa Đất Cần. Dù với sức khỏe rất là giới hạn của em, ngoài ra tôi xin chân thành cảm tạ thầy cô và anh chị đã hỗ trợ tài chính và công sức cho việc thực hiện cuốn mặt xe số 4 ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong mọi cuộc hội họp, việc tổ chức và đưa đón chắc chắn không xa với khỏi sự sơ xuất. Xin quý vị nhận tình tha thứ cho. Xin cảm ơn quý vị.